Thưa quý vị, cuối năm 2018, Viện Công nghệ Thực phẩm Bộ Công Thương dưới sự tài trợ của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc đã cho ra mô hình sản xuất ethanol từ củ sắn. Đây là thành phần quan trọng sản xuất xăng E5. Thế nhưng trên thực tế thì ethanol sản xuất tại Việt Nam giá thành còn rất cao, khiến cho tiêu thụ trong nước để pha xăng E5 đã chậm mà muốn bán ra nước ngoài thì cũng không ai mua. Thực tế này vẫn đang diễn ra khi vùng nguyên liệu để sản xuất ethanol liên tục được mở rộng ở nhiều địa phương. Vậy vì đâu mà ethanol Việt Nam vẫn cao khiến cho xăng E5 không thể cạnh tranh với xăng truyền thống? Mời quý vị đến với phóng sự sau. Hiện nay, Việt Nam có 6 nhà máy sản xuất ethanol từ 55.000 mét khối trên năm đến 125.000 mét khối trên năm. Mặc dù trong những năm qua, vùng nguyên liệu để sản xuất ethanol từ mía, sắn, ngô liên tục được mở rộng, tuy nhiên vẫn không đủ nguồn cung cho các nhà máy ethanol hiện nay, đặc biệt là nguồn nguyên liệu sắn. Hiện nay chúng ta có khoảng 520.000 hecta sắn trên cả nước, tập trung ở 4 vùng lớn nhất, Bắc, Trung Bộ, rồi miền Bắc, thứ hai là Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên Hải, miền Trung. Các vùng này thì năng suất chúng ta hiện nay thấp, năng suất chúng ta vào khoảng 18 tấn cho hecta bình quân. Trong khi đó Thái Lan vào khoảng 30-31 tấn, và rõ ràng như vậy là quá thấp. Theo quy định vùng nguyên liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì từ nay đến năm 2025, sản lượng sắn tập trung chủ yếu ở 3 vùng là một số tỉnh miền Bắc, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Ngoài ra, trong trường hợp nguồn cung sắn trong nước có biến động, thì sẽ xem xét phương án thu gom sắn ở hai nước Lào và Campuchia. Tuy nhiên, phương án này chỉ để đảm bảo đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các dự án hiện đã được triển khai. Giá của ethanol cho thấy rõ ràng tình trạng nguyên liệu của từng quốc gia. Tôi không muốn so sánh y nguyên ở châu Âu hay Brazil với các nước Đông Nam Á, nhưng Việt Nam cần phải nhìn thẳng vào thị trường nông nghiệp, những điều gì còn tồn tại, điều gì cần giải quyết, và sau đó thúc đẩy thị trường giá xăng E5 trở nên tốt hơn. Theo các chuyên gia tại diễn đàn, xăng sinh học và cồn nhiên liệu, chính sách và cấu trúc giá, do Bộ Công Thương, Viện Công nghệ Thực phẩm tổ chức, thì nếu so sánh một số nước trong khu vực, thì hiện nay Thái Lan đã có thể tự chủ được nguồn ethanol 5%. Thậm chí Thái Lan còn có những nhà máy sản xuất ethanol và có thể sản xuất được nguồn ethanol từ 30 đến 35%. Trong khi đó Việt Nam vẫn phải nhập ethanol, mặc dù nguồn nguyên liệu những năm gần đây liên tục được mở rộng. Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của ethanol và chính phủ giữ mức giá xăng E5 dưới mức 30 bạt một lít. Và khi giá xăng vượt lên 30 bạt một lít thì sẽ có những trợ giá cho các địa phương trong cả nước. Điều này giúp giá xăng E5 luôn ở mức cạnh tranh. Ở Brazil, chúng tôi luôn có những chính sách trợ giá rất linh hoạt cho xăng E5 và ethanol. Chúng tôi hiểu rằng đây là thời điểm nhạy cảm của nhiều quốc gia về ethanol, nên với những chính sách linh hoạt, có thể đưa ra những kế hoạch cho nguồn nhiên liệu bền vững. Bộ Công Thương cho biết đã góp ý với Bộ Tài chính về việc giảm thuế nhập khẩu ethanol, và thuế này đã được giảm từ mức 20% trước đây về 17%. Điều này vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu, nhưng cũng khuyến khích việc tiêu thụ ethanol sản xuất trong nước. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp cho rằng mức thuế này cần phải giảm hơn nữa, vì ethanol giúp bảo vệ môi trường và đang cần khuyến khích dùng xăng E5. Unido cũng rất là hy vọng thì những cái quan điểm, những cái ý kiến và những cái kinh nghiệm làm chính sách như vậy thì sẽ được chính phủ Việt Nam cân nhắc và làm sao để đưa ra được cái sự lựa chọn chính sách tốt nhất trong cái việc là thúc đẩy các cái chính sách về phát triển nhiên liệu nói chung, trong đó thì có phát triển cái nhiên liệu sinh học một cách thực sự là bền vững. Ethanol là nguyên liệu đóng vai trò quan trọng trong sản xuất xăng sinh học E5. Sản xuất ethanol trong nước chưa đủ nhu cầu, dẫn tới giá xăng E5 còn cao. Điều này cũng có nghĩa là cơ hội xăng E5 cạnh tranh với các nguyên liệu truyền thống đang bị thu hẹp và gây lực cản đối với người tiêu dùng.